Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về dòng máy ép hoa quả chậm của Bosch và mình sẽ chỉ ra cho các bạn thấy sự khác biệt của dòng máy ép chậm này so với các cái dòng máy ép chậm khác. Thì đầu tiên là về cấu tạo, hình như các bạn nhìn thấy là Bosch thì có nhiều cái phần lưới lọc này hơn. Trong một máy ép hoa quả của Bosch thì các bạn thấy là có đến 3 cái phần lưới lọc. Cái phần lưới nhựa này là sự khác biệt nhiều nhất. Ở các cái máy ép hoa quả chậm khác hoàn toàn không có phần lưới lọc này, còn lại thông thường thì sẽ là chỉ có một lưới lọc thép như thế này. Còn phần lưới thép ở đây bạn nhìn thấy là có hai cái phần là mắt lưới, một phần mắt lưới lớn hơn và một phần mắt lưới là kín hơn. Thì các bạn có thể lựa chọn là mình có thể sử dụng là lấy nhiều thịt quả hay là lấy ít thịt quả. Với những cái hoa quả ví dụ như là bưởi hoặc là cam thì các bạn muốn lấy nhiều tép thì có thể sử dụng mắt lưới này. Còn với những loại hoa quả mà các bạn muốn lọc nhiều bã hơn thì có thể sử dụng loại kín như thế này. Còn về bây giờ mình sẽ lắp vào máy Bosch và xem là cái phần hoạt động của Bosch thì như thế nào. Với cái phần lắp đặt thì nó cũng giống như các cái dòng máy hoa quả khác. Thì các bạn lắp để cho nó khớp với các cái phần khe ở đây. Ở đây là có những cái phần cái khuyết của nó thì sẽ vừa với cái những cái phần chốt ở bên dưới này, thì các bạn để cho nó vừa với cái phần chốt đấy. Rồi xoay điều chỉnh một chút để cho nó khớp vào với nhau. Thì khi nó khớp chặt rồi thì các bạn sẽ thấy là phía bên trong này sẽ rất là chắc. Và tiếp theo là cái phần trục. Phần trục này là phần trục tròn. Có cái phần lỗ của trục ở đây thì các bạn chỉ cần ấn thẳng trực tiếp xuống. Đấy, sau đấy các bạn xoay một chút để cho nó khớp chặt lại thêm. Phần cuối cùng thì là phần nắp bên trên. Ở phần lắp này cũng có hướng dẫn phần O với cả phần mũi tên để các bạn có thể biết được cái hướng để điều chỉnh xoay để cho nó khớp. Là các bạn đã lắp xong. Thì giờ mình sẽ thử bấm máy để chạy thử. Đấy, như các bạn thấy là tiếng máy chạy rất là êm. Ngoài ra thì Bosch còn có thêm một cái chức năng đó là nó có ấn có thể xoay ngược lại. Đấy. Các bạn có thể thấy là cái vòng xoay ngược lại thì khi mà các bạn có bị hóc hoa quả phiền phía lọc này thì các bạn có thể ấn xuôi, sau đó có thể điều chỉnh cho nó xoay ngược lại một chút để cho hoa quả nó có thể ra dễ dàng hơn. Thì hôm nay thì mình sẽ không ép hoa quả mà mình chỉ muốn giới thiệu sơ qua các bạn về cấu tạo với cả cái phần hiệu quả của máy. Thì như các bạn thấy là cái tiếng ồn rất là êm tai, máy chạy rất là êm mà trục máy rất là khỏe và chắc chắn. Và nếu như các bạn muốn đặt một máy ép hoa quả Bosch như thế này thì mời các bạn vào website gusto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua shop Gusto hoặc vào theo số Viber hoặc Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem.